Kết thúc trận đấu với Feyenoord, Jose Mourinho đã có buổi chia sẻ với truyền thông. Có những thời điểm tôi nghĩ Dybala đã mất đi một chút tự tin. Ông có đồng tình không? Và nếu vậy, ông đã làm thế nào để giúp anh ấy lấy lại sự tự tin đó? Anh ấy đang có một mùa giải tuyệt vời. Alessandro Del Piero hẳn biết rõ hơn tôi về tình trạng của Dybala tại Juventus năm ngoái. Tôi nghĩ rằng cậu ấy không chỉ kiếm tìm sự tự tin mà còn muốn thấy lại niềm vui với trái bóng mà cậu ấy đã đánh mất. Và đó là những gì Dybala có được ở Roma. Cậu ấy đến với một tập thể tốt, một huấn luyện viên thấu hiểu cậu ấy, những cổ động viên yêu mến cậu ấy. Roma là một nơi mà bên cạnh những cá tính tuyệt vời khác như Lorenzo Pellegrini, Brian Cristanti và Gianluca Mancini, chàng trai tốt Dybala đã tìm thấy sự dẫn dắt và quản lý phù hợp với phẩm chất và tính cách của cậu ấy. Và tất cả đó là những yếu tố đã ảnh hưởng tích cực trong mùa giải này. Dybala chắc chắn sẽ cảm thấy rằng bản thân có đủ khả năng để chơi cho những đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng với lựa chọn Roma, cậu ấy đã tìm thấy một ngôi nhà ngập tràn tình cảm và sự hạnh phúc. Bạn cũng có thể thấy được điều đó trên sân cỏ. Dybala chấp nhận rủi ro, và tôi cũng sẵn lòng để cậu ấy vào sân, dù cho cậu ấy sau đó có phải ra nghỉ một lần nữa. Tôi nói, cứ vào đi và cảm nhận thử, xem liệu adrenaline có giúp ích gì không. Nếu cậu cần ra nghỉ cũng không vấn đề gì cả. Và cuối cùng, Dybala đã chơi 25 phút cộng với hai hiệp phụ và tỏa sáng. Có vẻ thể trạng của cậu ấy vẫn rất ổn. Vâng, xin cảm ơn ông Jose Mourinho.